bây giờ mình bao giờ chết thì tụi bay đứng xem nào. Anh bảo là bây giờ kể cả là chú cũng vậy nhưng mà anh ấy không có rút đơn về đâu nên bà hỏi anh, con cũng nghe vậy, con không biết làm sao. Đấy là chúng mày là ý chúng mày là không ấy gì, không rút về gì. Vâng. Thì anh nói như vậy rồi, bà bây giờ bà không phải xin cho nó nữa. Bây giờ bà xin như nào nhưng nữa thì anh ấy cũng quyết định anh. Vậy đấy là chúng mày quyết định rồi. Như thế đúng không? Dạ vâng. Bà không phải nghĩ nhiều đâu, bà kệ cho nó cứ đi tù một thời gian đi xong về nó thay đổi như nào. Thôi thì bà đã nói cho mày như vậy mà không được thì thôi nhá. Bà cứ đi vào trong nhà đi, bà đừng gây nữa. Bà cứ nghĩ nhiều xong là bây giờ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chú. Vậy giờ là chúng mày không nghe em vào đúng không? Bây giờ mình bảo bà chết thì tụi bay xem đứng xem nào. Tao đứng ra. Bà sẽ chặt cắt tay. Nếu mà chúng mày chết thì tao tự tử. Thôi đừng, chúng mày đứng xem ra. Đứng xem ra nào. Sao bà lại làm như vậy? Chúng mày như thế nào đây? Thôi đâu rồi. Hả? Chúng mày như thế nào đây? Thôi bà ơi, Thôi, chúng mày đứng xem ra. Thế mà chúng mày sẵn đến đây là tao cưới luôn đấy. Bà ơi, bà thật là một chuyện bình thường như bà, bây giờ bà không làm sao nữa. Bà đã quyết như vậy rồi, còn chúng mày mà không như vậy là bà cứ không xin người giúp về là tao là tay đấy. Bà thả, bà không, đưa. Không. Bà cứ đưa đây cho con đứng xe, đứng xe ra. Đứng xe ra. Bà ơi, bà cứ bình tĩnh đó bà. Bình tĩnh cái gì giờ, ý chúng mày mà chúng mày đã quyết như vậy rồi là bà như thế đấy. Bà đưa cho con là không đưa nó gì cả. Nói chuyện bây giờ bà cứ làm sao như vậy. Đứng xe ra. Bà ơi là bà. Đấy, bây giờ bà nói chúng mày không nghe là tao nói thật, tao cắt luôn đấy. Bà đừng làm như vậy. Không, tao là bây giờ tao sống như vậy còn ý nghĩa thế nào. Anh không nghe gì. Bây giờ bà, con không biết làm sao bây giờ bà. Không, bà đã nói rồi, bà đã nói một hai là hai. Bây giờ là bà đã nói rồi, bây giờ là cũng bây giờ có một mình nói là giờ bà tìm thấy rồi mà bà xin chúng mày như vậy mà không được đấy, thì giờ thì tao sống tất cả còn ý nghĩa gì nữa. Bà không có đứng xe mà ra, đứng xe ra. Bà ơi, mà chúng mày đến đây là tao cắt luôn đấy. Bà thản ra thì xuống. Không, không thản được. Cư vậy, bà. Không. Bà ơi, bà bình tĩnh. Đấy là chúng mày muốn làm thế nào làm. Đấy là thì sẽ cho chúng mày quyết định này. Bây giờ như nào cũng được. Bây không, giờ bà con thản xuống đứng xe theo bà. Bà. Không, ta không giờ ta không nghe thế nào. Gần bà của bà. Không nghe nữa. Bà ơi, bà thả tao xuống mà nói chuyện một con. Không, bây giờ ta không có nhắc thả thiết thì cả, bây giờ quyết định của tao bây giờ. Bây giờ bà muốn bọn cháu như thế nào? Đấy, bây giờ tao muốn là quanh chúng mày giờ là rút đơn về để cho thằng Hùng nó về. Mà chúng mày không rút là ta sẽ chết, tao có nói vậy thôi. Bà không, đứng xe bà ra, đứng xe ra. Bà cảm ơn ra nhìn sợ lắm. Bà ơi, bà nghe con một lần đi, bà không, thả không, ra thì xuống đi. Nghe chúng mày nó nói nhiều, nó nói không phải bao nhiêu lần rồi. Nó đang tạm giam thế thì không, bà cứ tạm giam bây giờ chúng mày chỉ làm đơn là nó ra thôi, cần để bà lại nghĩ như vậy luôn đi nữa. Không thì bà xin cho nó hết lần này lần không. Kia xong bây giờ bà tự làm khổ bà không ấy, bây giờ ấy bà nói thật bà bây giờ nó tạm giam còn được chứ cần bây giờ đến lúc mà xử rồi là không thể nào mà rút được cái gì cả. Đứng xe ra, chúng mày xe ra ra xe ra. Thôi bà không có bà cháu thì nó đứng xe ra. Anh đi đâu giờ này chưa về đâu rồi, bà không nghe máy này. Chị đưa lại xem nào. Bà ơi, bà thả xuống đi. Không, tao không bây giờ, tao không thả nó. Tao giờ tao không quyết rồi không. Bà đã quyết rồi. Bà bỏ xuống đi. Chúng mày đứng xe ra, đừng có đứng gần tao lần gì.
Bà bảo xuống xem bọn cháu gọi thằng anh về rồi nói chuyện bà. Không đấy, chúng mày cứ gọi nó đi. Rồi. Gọi nó đi, gọi nó về đấy xem như thế nào. Còn nếu mà nó không... Em ơi, nhớ anh về cho bà đi đi. Mày bà làm gì bà? Bà gì vậy? Ông, bà bây giờ bà làm gì đấy bà? Bà làm gì đây? Không, bà bây giờ nếu mà không ấy là ta sẽ chết. Ta sống cũng chả quản lý bà đấy. Bây giờ sao bà lại làm như thế? Bây giờ là như làm khổ mình đó. Nếu bà nói chuyện như vậy bà xin không được cho nó xong bà lại vào nhà bà đưa ra cho cháu. Bà đưa ra cho cháu. Không ra được. Bà bỏ xuống rồi nói chuyện. Bà cứ bỏ xuống rồi nói chuyện. Bà chúng mày nói đi. Chúng mày bây giờ ý chúng mày như thế nào đã? Ôi. Bà đưa ra bà đến lúc mà đã quỳ chúng bà xin chúng mày rồi mà chúng mày không nghe được tí giờ thì có còn một cách này. Bây giờ bà sống trên đời mà không như thế này không còn ý nghĩa thì nó ý nghĩa cái gì cháu đã không nói với bà rồi cháu cũng ngăn bà nhận lại nó đâu nhưng mà kệ nó đi tù mấy năm xong là về bà không. Nhận sau vậy giờ ý chúng mày nếu mà chúng mày mà không làm đơn làm bà sẽ chết có vậy không bà đưa ra cho cháu không, bà không bà đưa ra cho cháu ý chúng mày như thế nào đã nào. Bà cứ đưa ra cho cháu xong là cùng nói chuyện, bà cứ cầm như thế không, nguy hiểm. Không, không. Bây giờ ta không cứ đứng xe ra nè. Mà chúng mày hãy mà không ấy là ta sẽ chết đấy. Bà cứ đưa ra cho cháu xong là từ nói chuyện bà rồi. Sợ bà làm như thế. Bà nói chúng mày nhiều lắm rồi. Trước bà nói chúng mày nghe, nhưng bây giờ chúng mày không nghe thì thôi. Bà bỏ rõ ra. Không, bà. Bà cứ bỏ ra, bà đưa cho cháu. Bà đưa cho cháu. Bà ý chúng mày như thế nào đã? Sao bà làm như thế bà? Chúng mày như thế nào đấy nè? Bà cứ đưa ra cho cháu xong từ nói chuyện nào. Cầm con dao nhìn sợ nó ra nó cứ sát nữa kìa. Bà cứ đưa ra cho cháu xong là dao nó sắc lắm nó chẳng may. Đấy tao bây giờ chỉ còn có con đường này thôi chứ còn đấy chẳng còn con đường nào. Cái gì cũng từ từ giải quyết bà thì bây giờ. Vậy đấy là chúng mày mới ý chúng mày. Bà bỏ dao ra bà bỏ ra ra dao ra xong là cháu nói chuyện với bà. Đấy chúng mày nói đi. Chúng mày nói đi. Nói đi đã. Bà không đứng đây ra. Đứng đây. Cho cháu bà. Đây. Cẩn thận đấy mày ơi. Bà đưa ra cho cháu, bà bỏ ra ra. Bà bỏ ra rồi, ra. Tao nó sạc bà ơi. Bà bỏ ra, bà bỏ ra nào. Cứt đi, bà. Được rồi, cháu cũng nghe bà. Cháu nghe bà. Cháu tha cho nó, được chưa? Cháu tha cho nó. Bà đừng làm như vậy nữa. Xin bà đấy, bà đừng nghĩ như vậy. Bà biết bà làm như vậy, bà sợ làm không? Sao bà làm như vậy? Cháu tha cho nó, cháu nghe bà, cháu tha cho nó. Bà đừng bao giờ bà làm như vậy. Tha thật không? Cháu tha cho nó, cháu tha thật. Bà đừng làm như bà vậy. Nếu mà chúng ta cháu nó không làm, không ấy như vậy là bà sẽ không còn cách nào nữa đâu. Cháu tha cho nó. Cháu nghe bà ở yên ở nhà để cháu làm đơn, cháu gửi lên. Để cháu tha cho nó. Bà nói chúng mày từ đầu rồi, chúng mày không nghe. Từ nay bà đừng làm như vậy nữa, bà biết bà làm như vậy cho sợ lắm không? Nếu chẳng may mà bà làm sao thì bà biết cháu như nào? Bà biết cháu phải làm sao, nhưng lúc bà chẳng may bà làm sao thì cháu phải làm sao? Bà không biết là gì thì cháu làm phải làm sao? Bà nói chúng mày không nghe là bà thì còn đường quan thì sau này bà chết thì chúng mày muốn làm gì thì chúng mày làm. Cháu nghe bà, bà đừng bao giờ làm như thế, cháu nghe bà. Bà nói gì cháu nghe hết. Bà nha. Bà đừng làm như vậy nữa, cháu sợ lắm bà. Cháu xin bà đấy. Đấy, bà cứ vào trong nhà đi, bà em cho bà vào trong nhà trông bà. Để cháu làm đơn, cháu tha cho nó ạ.